chàng trai này vừa bị bạn gái chia tay ở ngày hẹn hò đầu tiên xin lỗi nhé mình thích người khác rồi vì quá buồn nên anh đã khóc hết hộp khăn giấy trong đêm vã quá rồi anh liền mò đến ứng dụng hẹn hò và đặt ngay một bé đào điện nước đầy đủ cứ tưởng sẽ là cú lừa nhưng bên ngoài em ấy lại sinh vãi trưởng chỉ mới một buổi thôi cũng đủ khiến anh say mê quên luôn con người yêu cũ trong khi đang hẹn hò vui vẻ đột nhiên nhận được cuộc gọi báo bà anh bị bệnh nặng không có gái gú gì hết anh bức tốc chạy ngay đến bệnh viện vì muốn bà vui nên anh đã ra mắt cô bạn gái xinh đẹp ấy. Nghe xong bà anh như tỉnh lại mấy kiếp luôn. Bà nhanh chóng đi khoe cháu dâu với các bạn phòng bên. Lúc này cô gái liền trở nên bối rối muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt vì bà của cô cũng đang ở đây. Nhưng đời nào tác giả lại cho phép, vừa mở cửa thì bà cô đã sắp đến. Không còn cách nào khác, hai người buộc phải tìm một chỗ trốn hoàn hảo. Không hiểu sao cảnh phim lại chuyển màu, chắc là do đắp chăn nóng quá đấy thôi. Này anh làm gì vậy hả? Đây là phản ứng của thằng nhỏ tuổi 20 thôi mà. Khi biết bà anh đã rời khỏi phòng, cô liền sút một phát đau đến tận nóc. Tôi chỉ là bạn gái thuê thôi, đừng hòng nghĩ đến những chuyện bậy bạ nhé. Ôi còn gì là con chim non trên cành cây hót líu lo nữa.